Voi là phải mạnh, quạt là phải lạnh. Thiết bị phòng tắm Eurolife sang trọng và tinh tế. Eurolife hội tụ tinh hoa công nghệ và chất lượng, bảo hành tới 5 năm. Eurolife, honor the beauty of life. Thank you.
Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại kênh YouTube của công ty cổ phần Eurolife Việt Nam. Hôm nay Eurolife xin giới thiệu tới các bạn hai mẫu mà đài sen và tai sen để thay thế cho cây sen của các bạn đang sử dụng. Hai mẫu này có chung một thiết kế dòng chảy và chỉ khác nhau là về cái cấu tạo thôi, một cái là vuông, cái là tròn. Và đây là đóng gói của sản phẩm nha các bạn. Để chúng ta cùng xem. Đây là sản phẩm đài sen vuông lớn và đây là tai sen đi kèm. Rồi chúng ta cùng xem bộ tròn nhá. Đây chúng ta sẽ thấy là hai bộ này chúng ta thấy là có thiết kế hoàn toàn là giống nhau về mặt full. Đó, về mặt thiết kế full giống nhau. Đó. Và đài sen cùng tai sen được làm từ nhựa ABS mạ chrome sáng bóng. Đúng không ạ? Chúng ta thấy là về thiết kế dòng chảy là như nhau và đây là một thiết kế cực kỳ là đặc biệt, không giống như các dòng sản phẩm khác nha các bạn. Thì riêng về dòng chảy, thiết kế dòng chảy này thì chỉ ở Eurolife Việt Nam có thôi. Các sản phẩm khác ở trên thị trường không hề có cái thiết kế dòng chảy như thế này. Chút nữa chúng ta sẽ cùng xem là dòng chảy này có thiết kế đặc biệt như thế nào. Ở ngay cuối clip nha, Eurolife sẽ test thử để các bạn xem là dòng chảy của tai sen và đài sen này đặc biệt như thế nào. Chúng ta có thể thấy là đài sen được mạ chrome sáng bóng đúng không ạ? Đây, chúng ta thấy là cực kỳ là sáng. Đấy, có thể soi gương được. Đấy, chúng ta có thể thấy là có thể soi gương được. Rất là sáng. Các mặt full này được thiết kế lồi lên và tạo dòng chảy xoáy nha các bạn. Tạo dòng chảy xoáy. Các bạn thấy mặt sau cũng được mạ chrome sáng bóng. Đây, các bạn thấy logo của Eurolife thì được in laser ở đây. Đài sen vuông và đài sen tròn thì đều có chung một thiết kế như nhau nha các bạn. Chúng ta thích cái mẫu vuông thì chúng ta có thể chọn mẫu vuông. Còn chúng ta thích tròn thì chúng ta có thể chọn mẫu tròn. Đấy, về thiết kế này như nhau, chỉ có khác nhau là về cấu tạo là vuông hay tròn thôi. Ở phía trên này thì đài sen được thiết kế với một khớp xoay. Chúng ta có thể di chuyển cái đài sen này để điều chỉnh hướng dòng chảy nha các bạn. Ren bên trong này là ren 21 thì phù hợp hoàn toàn với tất cả các cây sen hiện có ở trên thị trường nha các bạn. Và bên trong được kèm theo là một gioăng cao su với lưới lọc. Ở đây khớp xoay chúng ta sẽ thấy này, khớp xoay đúng không ạ? Phía bên trong có một gioăng cao su hình nón nữa để chúng ta có thể di chuyển cái khớp này một cách nhẹ nhàng. Thì chúng ta cùng xem thông số chi tiết của đài sen này nhé, hai đài sen này xem thông số là như thế nào. Thì trước tiên là về đài sen vuông thì chúng ta sẽ có kích thước là 20.01 cm nha các bạn. 20.01, đây chúng ta có thể thấy này. 20.01. Và đài sen tròn thì chúng ta sẽ có đường kính là 20. Đài sen tròn đường kính là 20. Thì về thiết kế chung của đài sen là như nhau, chỉ có khác một cái là tròn và một cái là vuông thôi nha các bạn. Và chúng ta xem độ dày của cái sản phẩm này. Xem độ dày của nó là bao nhiêu nha. Vuông tròn thì đều có độ dày chung. Đó là 13 mm nha các bạn, 13 mm. Đấy các bạn thấy là các cái lúm được thiết kế nhô lên tạo cái dòng chảy xoáy cực kỳ là đặc biệt. Rồi, tai sen đi kèm thì chúng ta thấy là hai tai sen này đều có thiết kế là mặt full như nhau và chỉ khác là vuông và tròn thôi. Đó. Kích thước của mặt vuông này đây, chúng ta sẽ có là 10 cm nha các bạn. Tròn này sẽ có đường kính là 104. 104. Tai sen thì có
kích thước là 100 x 100 thôi nha các bạn. Đó. Còn tay sen tròn thì có đường kính lớn hơn chút là 104. Đó, các bạn thấy là nó hơi lớn là một chút. Đó. Rồi, thì hai tay sen này đều được làm từ nhựa ABS mạ chrome sáng bóng mặt trước và mặt ngoài. Logo của Euroline thì được in laser ở đây. Ren này là ren 21, chúng ta có thể kết nối hoàn toàn vừa với tất cả các loại tay sen dây sen có ở trên thị trường nha các bạn. Thì khi các bạn muốn thay cái đài sen và tay dây sen cho cây sen của mình đang sử dụng thì chúng ta có thể chọn được một trong hai mẫu này. Mẫu này là đài sen tròn có ký hiệu là DST01, còn đây là DSV02, vuông là DSV02 nha các bạn. Thì bây giờ chúng ta cùng xem thực tế dòng chảy của cái sản phẩm này như thế nào. Ngay sau đây nhé, tôi sẽ đi thay thực tế ở cây sen để cho các bạn xem. Đây tôi có một cây sen của Euroline đang được lắp đặt ở đây và tôi sẽ mở để cho các bạn xem về dòng nước. Thì đây dòng nước của đài sen này cũng khá là tốt rồi, đúng không ạ? Và chúng ta sẽ cùng xem về tay sen nhé. Đây, các bạn sẽ thấy tay sen đây, đúng không ạ? Rồi, chúng ta sẽ cùng lắp sản phẩm đài sen tròn và đài sen vuông vào để chúng ta xem nhé. Ở đây các bạn thấy là tôi đã lắp tay sen lên rồi, đúng không ạ? Và đài sen lên đây. Và tôi sẽ thử nhé. Tôi sẽ mở nguồn nước để các bạn thấy. Đây, chúng ta sẽ thấy là đài sen nó phun cực kỳ là mạnh, đúng không ạ? Phun cực kỳ là mạnh. Và cái tia nước nó được thiết kế với các cái tia nước xoáy. Đây, chúng ta thấy từ đây chúng ta sẽ thấy là tia nước nó rất là xoáy, đúng không ạ? Cực kỳ là xoáy. Rất là mạnh. Đây, chúng ta nhìn từ đây chúng ta sẽ thấy là dòng nước của nó khác biệt với các cái đài sen khác, đúng không ạ? Chúng ta có thể thấy là nó khác hoàn toàn, đúng không ạ? Dòng chảy cực kỳ là mạnh. Các bạn lưu ý nhé, ở đây là Euroline đang lắp ở một nguồn nước mà chúng tôi đang sử dụng tại khu vực thử của công ty. Và chúng ta sẽ thấy là đài sen thì chúng ta có thể xoay này, đúng không ạ? Chỉnh nhiều hướng khác nhau đó, nghiêng nghiêng trái nghiêng phải, đúng không? Rất là mạnh, đúng không? Với tốc độ chảy và dòng chảy như thế này thì các bạn hoàn toàn có thể yên tâm lựa chọn cho gia đình của mình rồi, đúng không ạ? Đúng không? Rồi chúng ta cùng xem sang phần tay sen nhé. Tôi sẽ chuyển. Đây, các bạn sẽ thấy tay sen cực kỳ là đặc biệt, đúng không? Từ đây chúng ta sẽ nhìn thấy này, cái tia của nó rất là đều và đan xoáy. Đây, với tay sen này thì chúng ta hoàn toàn có thể yên tâm nhé. Các bạn thấy là dòng chảy cực kỳ là mạnh, đúng không ạ? Rồi chúng ta cùng xem sang đến bộ đài tay sen tròn nha các bạn. Đây chúng ta sẽ thấy là đài sen tròn được lắp lên rất là cứng, đúng không ạ? Và tay sen nữa, chúng ta thấy là cực kỳ là bóng và sáng. Rồi tôi sẽ mở nước nha để chúng ta xem. Trước tiên là tay sen. Đây, tay sen các bạn sẽ thấy là dòng chảy của nó cực kỳ là mạnh và khác biệt, đúng không ạ? Rất là khác biệt. Đó, chúng ta có thể thấy là nó không giống như các dòng tay sen khác. À, các bạn thấy này. Đó, tay phun cực kỳ là đẹp, đúng không? Cực kỳ là đẹp, bóng và sáng. Đó. Rồi chúng ta cùng chuyển sang chế độ đài sen nhé. Các bạn sẽ thấy đài sen, chức năng chảy của đài sen này thì cực kỳ là tuyệt vời, đúng không ạ? Đài sen tròn và vuông thì chỉ khác nhau về cái cấu tạo là vuông tròn thôi nha các bạn, còn dòng chảy thì hoàn toàn là như nhau. Đây chúng ta thấy này, đài sen có thể di chuyển ra vào sang trái sang phải, đúng không? Đó, sang trái sang phải rất là đơn giản. Và điều đặc biệt nhất ở đây là dòng chảy nha các bạn, chúng ta thấy dòng chảy của nó khác biệt, đúng không ạ?
Đối với dòng chảy có cấu trúc như này thì ở trên thị trường á, duy nhất chỉ có Euroline Việt Nam có thôi nha các bạn. Rồi chúng ta thấy là dòng chảy cực kỳ là mạnh đúng không ạ, và độc đáo. Rồi cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video clip của công ty cổ phần Euroline Việt Nam. Khi quan tâm đến sản phẩm này, các bạn có thể truy cập website euroline.com.vn để đặt mua ở trong mục tay dây sen nha các bạn. Chúng ta sẽ tìm được sản phẩm này, hoặc chúng ta có thể click vào link ở ngay phía dưới phần mô tả video clip để chúng ta mua trực tiếp từ công ty cổ phần Euroline Việt Nam, hoặc các bạn có thể gọi cho các số có ở trên màn hình hoặc nhắn Zalo theo các thông tin thể hiện trên màn hình. Chúng ta đặt mua từ Zalo cũng được ạ. Thôi cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi video, và xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở các video clip tiếp theo nhé.